Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. Mạnh nha. Xuân câu câu ta thả cá, người ta thả cá lúc nào cũng hồn đây, câu mới thả một câu. Được, được, thả xin câu kìa. Chả là đại, đúng em chưa thả bao bảo. Đúng em. Vậy là mình đây tô màu xong các bạn ạ. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình.
Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Thank you.